quá đẹp cho các bác đúng không ạ? Quan hàng loa Anh, Mỹ, Anh, Mỹ, Pháp, Đức cho các bác đây. Các bác thích đôi nào chụp ảnh đôi đấy lại cho em. Tất cả những mặt hàng này em Tuấn đều báo giá rõ trên kênh nhé. Thì các bác chú ý hộ em là bác nào thích đôi nào thì liên hệ với em Tuấn. Còn nếu mà đã xác định một cái gọi cho em mà mặc cả thôi, khỏi gọi bác ạ. Gọi gì nhiều cho nó phiền, mất thời gian. Em thật em tính em thích bán hàng nó rõ ràng, không có loằng ngoằng, mất thời gian lắm. Mất thời gian lắm. Bây giờ nó cứ rõ ràng, khai giá với nhau, báo giá cho nó rõ luôn, cho nó nhanh. Không phải úp mà mở gì cả. Thời buổi nào rồi. Ăn ít thôi, rồi xong. Thì bây giờ nhưng mà nhiều bác thấy em báo giá rồi, nhiều bác còn cứ gọi đến đây. Mặc cả giá, chán lắm. Chẳng có trả lời. Nhưng do vậy mà bác nào lấy được thì liên hệ với em nhé. Còn không lấy được thì thôi. Còn nếu cảm thấy không tin tưởng thì cũng thôi, khỏi phải gọi. Bởi vì là em nói thật là có nhiều bác thì tôi chuyển tiền cho anh rồi thì vì anh không hào hàng tôi biết tìm anh đâu. Thì bác mua làm gì nữa. Khổ, nhiều bác. Một cái kênh của người ta đi cả 100.000 người đăng ký rồi mà bán hàng, mà bác nhìn lên kênh của em nó đến cả mấy nghìn video rồi. Các bác nào tham rẻ, ví dụ như là thấy đôi loa này trị giá đúng của người ta là phải 20 triệu rồi ạ, thấy người ta bán 5-7 triệu mà xong người ta đăng Facebook, mà Facebook của người ta chỉ có vài tháng, các bác vào đây bác bị lừa. Đây kênh của YouTube của người ta bán hàng trên kênh có đến mấy nghìn video rồi mà như thế, mà số lượng người đăng ký bao nhiêu mà ba kênh phải một kênh thôi. Nên là em này em cứ rõ ràng nhé, em không thích nịnh các bác, tiền của bác bằng thật, em giao hàng bằng thật cho bác. Bây giờ nó cứ rõ ràng, thời 4.0 chứ không phải ơ cái gì hay lắm, cái gì ngon lắm xong về là chán nhau. Cái này em giới thiệu rồi nhá, mời các bác sang đây. 1, 2, 3 đôi này giới thiệu rồi, mời các bác bắt đầu tiếp tục từ đây. Cái chỗ này bác nào thích đôi nào thì báo em gửi clip chỗ này cho. Còn sang đến đây, đây là tiếp tục đến với lại đôi loa Godfather đến từ đất nước Anh Quốc. Godfather Anh Quốc đấy. Bác nào mà thích nghe dòng nhạc ấm mềm mại thì rước những em này về. Con này bát mềm lắm, phê lắm. Nhưng con này bát phê lắm ạ. Bát mềm phê. Giá 6.9 triệu. Con loa này 6.9 triệu ạ. Đấy, 6.9 triệu. Đây là đôi loa Godfather để em xem nó model bao nhiêu. Em quay ra phía sau cho bác luôn nhé. Đi cho nó dễ. Báo luôn từng món. Đây, đằng sau. Quá đẹp cho bác luôn. Rất là đẹp luôn. Đây. Đấy. Đây là đôi loa Godfather Opa 90. Công suất của em nó là 175W. Trở kháng 8 ohm. Độ nhạy 90 dB. Godfather. Hai cầu luôn. Con này hai cầu ạ. Màu vàng, ê căng của nó đây, ê căng nó đầy đủ. Mức giá 6.9 triệu. 6.9 triệu. Tiện đây thì sang luôn. Con này có chiều cao thế nào, con này chiều cao nhỉ? 1, 2, 3, 4, con này chiều cao 90. Con này 90 thì con này 1m1. Con này sẽ là sang đến con này, cao 1m1. Con này con Audio Acoustics. Audio Acoustics AR3310. Audio Acoustic Studio Monitor, dòng này là loa monitor bác nhá. Monitor kiểm âm AR3310. Hai cầu luôn. Con này hai cầu ạ. Thép vàng ươm. Hai cầu bát hông. Con này bát bên hông nữa này. Hai cầu bát hông. Đấy. Hai cầu bát hông ạ. Ok chưa? Đấy, để thấy trước con này cao tầm 1m1. Thì đây, về đi sang bên này cho các bác đây. Con này thiết kế rất là hầm hố bác nhá. Con tép phía trên nó lồi này. Và cái chân ở phía dưới nó cũng lồi ra. Đấy. Được thiết kế là một con, đây là một đôi tép lồi này. Con này cũng có giá là 6.9 triệu. Hai bát này. Bát gân của nó bác nhìn này. Gân chỉ của nó vẫn còn ngon zin nguyên nhá. Này. Tất cả ốc đều dập theo mã của nó hết nha. Gân này. Gân còn này. Gân con lại còn này. Không đi này. Đây này. Gân còn hết zin nhá, lỗ thông hơi phía trước. Cái chỗ này là nó đây. Nó gợn này, như mình gạt này, mình gạt lại mình dán lại được luôn này.
đấy, đi vận chuyển đây nó bị tí tị thôi. Đấy, dí lại hết luôn. Ok, nó tung hơi đây. À đây, logo Audio Acoustics. Audio Acoustics. Mẹ nhìn con này hầm hố thật. Bát bên hông nữa này. Súp hông, bát hông. À, con này mức giá 6,9 triệu. Chiều sâu của thùng nó tầm 35 đến 38. Cao nó trên 1m1 trở lên. 6,9 triệu. Rồi đấy. Sang tiếp tục đôi loa kép bên cạnh này nữa. Con kép này báo cáo bác là con kép này. Đây là con kép Q65. À, Q65 với Q65.2 nó khác nhau bác nhé. Con kia sẽ rẻ hơn này. Con kia là 65.2. Con này Q65. Con này Q65. Đấy, có nhìn chưa? Đấy. Con này các bác là con này Q65.2 màu đỏ bóc đô này là 10,9 triệu. 10,9 triệu. Các bác tham khảo giá thoải mái cho em, 10,9 triệu. Đây là này. Con này màu đỏ bóc đô. 10,9 triệu. Gồm một chung này, một tép đồng trục thôi này nhá. Đây trong này con tép nữa này, đồng trục này. Đấy, một bát 25 này. Q65.2. Bác nhìn đây nữa. Đây ạ. Đây là con Q65 nhé. Còn con kia, con màu vàng kia là Q65.2. À, con Q65 bác nhìn chưa. Công suất 175W. Đấy. Hàng của Anh Quốc. Hai cầu luôn. Hai cầu. Đây, này. Đây nhìn thấy luôn này. Nhìn thấy củ loa này. Bọc từ loa hết này. Kín hết luôn. Đấy. Các nhìn chưa? Con này con loa bầu dục này bọc từ, nhìn thấy từ loa luôn. Đấy. Con này cao tầm 1m, gần 1m. Đấy, chiều ngang nó tầm 23, 25. Chiều ngang đấy, chiều sâu 30. Cho lấy con này. Con này là con gì? Con AR, tiếp tục con AR nữa bác ơi. Này, một con AR đến. Con AR mức giá 7,9 triệu. AR 7,9 triệu. Màu vàng. Đây ạ. À, con này con AR Status à? Status à? S40. 3 way 150W một loa. Trở kháng 6 ohm. Độ nhạy 91 dB. Ok chưa? Made in Euro. Yeah, Euro ok chưa? Rất là nặng. Ui, nặng. Sao dòng loại AR nặng thế, lỗ thông hơi vẫn còn này, bịt mút, bịt chống côn trùng. AR con này 7,9 triệu. 7,9 triệu ạ. Cây căng đây là của Adfader. Đi làm nhìn xem AR ở đây. Cây căng của AR đây còn. Đấy, đây là đôi loại AR bác nhé. AR bảy triệu chín trăm rồi này, hai tép đo AR rồi, hẹn gặp lại các bác clip sau.